Dạ em Tùng, chào anh em. Thì hôm nay em về một cái combo của hãng The One, DCF887, và một pin 5A và một sạc. Thì hàng này là hàng Mỹ về nha anh em. Nó new trăm trăm và nó sản xuất 2021. Thì cái pin này, riêng cái cục pin này rất là chất lượng. Pin này nó sản xuất tại USA. Đấy, 5A, sản xuất 2021, rất là đẹp ha. Và một cái sạc cũng sản xuất tại Thái Lan. Đây, đây, Mỹ về có chứng nhận UL. Đây, riêng cái sạc này nhìn rất là chất lượng so với 115 nha. Cái vỏ nhìn rất chất lượng. Và pin và máy này nó sản xuất tại Mỹ nha anh em. Sản xuất tại Mỹ, 887. Đây rồi, nó sản xuất USA vào năm 2021. Đây, hàng Mỹ về, sản xuất tại Mỹ, pin sản xuất tại Mỹ, sạc sản xuất tại Thái Lan. Rồi, em sẽ test cho anh em xem ha. Hàng Mỹ nó thắng rất là đã luôn. Rồi, lực của nó là 205 Newton và tốc độ của nó là 1000, 2800, 3250. Đấy. Rồi, anh em quan tâm liên hệ 0962 232 150 và giá của nó là 4 triệu 2. Cảm ơn anh em. Có đầy đủ móc treo. Đây.